trong tầm tiền khoảng 300 triệu là mức ngân sách mà hầu hết anh em mình bỏ ra khi mà mua một chiếc xe để sử dụng, xe cũ dành cho gia đình. Hầu hết là các gia đình ấy, các anh em mình mua xe lần đầu là hay bỏ ra các tầm tiền như vậy, đúng không? Ở trong cái tầm tiền khoảng 300 triệu mua xe mới thì thẳng tưng với anh em là mình không mua được bất kỳ một mẫu xe mới nào rồi. Đây là việc mình sẽ lựa chọn những cái mẫu xe cũ hay là xe lướt. Tiêu chí đặt ra thì mỗi anh em sẽ có một kiểu. Ví dụ như là sẽ có những anh em ấy thì cần một chiếc xe bé tí cũng được, nhưng mà phải lành. Đấy, đi tiết kiệm. Vậy thì anh em có thể lựa chọn những cái mẫu xe nhỏ kiểu như là Morning hay i10. Dĩ nhiên là với cái tầm giá khoảng 300 triệu thì mình cũng sẽ phải mua những cái chiếc xe nó rơi vào đời khoảng tầm 2014, tầm đó. Đấy, bây giờ có một câu hỏi đặt ra là ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn, tôi lại chấp nhận là những người mà tiền ít nhưng mà tôi lại thích hít nhiều thứ thơm. Đấy, tôi muốn có một chiếc xe đi phải sướng, rộng. Còn xăng cộ thì ví dụ như i10 nó rơi 7-8 lít, tôi chấp nhận chi trả khoảng 8-9 lít, tôi vẫn ok. Đấy, đồ đạc của i10 rẻ hơn nên tôi chấp nhận có thể là bỏ ra số tiền bảo dưỡng và chăm sóc nó cao hơn khoảng gấp rưỡi so với i10. Vậy thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn kiểu như vậy. Ford Focus 2011 phiên bản hatchback. Chia sẻ với anh em là khi mà lần đầu tiên mà tôi làm ô tô ở những cái thời điểm năm 2011-12 ấy, đây chính là chiếc xe mà tôi thích nhất luôn. Hồi đấy tôi vẫn nhớ là phó tổng giám đốc của công ty tôi ấy là đi cái xe Ford Focus này màu xanh rêu, cái xanh lá mạ ấy, và phải nói là mình cực kỳ thích. Cứ mỗi lần có việc đi đâu ấy mà được ngồi lên cái xe này là mình cảm giác mình rất là hào hứng. Mua được chiếc xe này về thì đúng là lần đầu tiên là tôi mua là tôi cứ túc tắc tôi đi đó. Đấy, anh em nào trả giá hợp lý thì tôi bán. Chia sẻ với anh em luôn ấy, là xe này tôi mua về với giá là 295 triệu, anh em nào trả cao hơn 300 triệu là tôi bán vậy thôi. Đấy, túc tắc. Còn cam kết luôn với anh em là xe nó phải nói là zin đét đẹp, không có bất kỳ một cái lỗi lầm gì luôn. Đấy, Ford Focus thì điểm mạnh của nó đầu tiên là cảm giác đi rất sướng. Xe Mỹ mà bao giờ thế đi lái chắc nịch. Hôm qua tôi vừa có một chuyến về Thái Bình, Hà Nam, xong đó lội lên Hà Nội ngay trong ngày, chạy cao tốc đường quốc lộ 21 120 vẫn êm ru luôn, cách âm cực kỳ tốt, khung gầm chắc chắn, rộng mới chứ. Tí nữa cho anh em xem khoang nội thất với lại khoang hành khách, nó rộng cách kinh khủng luôn. Đấy. Máy chấm 8 thì dĩ nhiên là nó phải ăn uống nhiều hơn so với cái máy i10.2 hoặc là những cái mẫu xe khác chấm 4, chấm rưỡi rồi. Nó rơi vào trung bình khoảng tầm 8-9 lít cho 100 km. Nói chung là tôi nghĩ với cái xác như thế này thì con số ấy chấp nhận được. Thế còn chắc chắn là anh em sẽ nhiều người phát biểu là một tiền gà, ba tiền khóc. Thực ra bây giờ đồ đạc xe nó rẻ lắm, kể cả xe mẹc luôn cũng còn rẻ, chứ đừng nói xe Ford. Anh em sẽ nuôi con này mất đâu đó khoảng, ví dụ mình nuôi 10 tháng 5 triệu, nuôi con này tháng 7 triệu. Tôi khẳng định với em chỉ tầm đó thôi. Mà bù lại á, mình đi nó sướng, nó chắc, nó rộng. Không phải chắc chắn là đi đâu đó thì sẽ không bị coi thường, sẽ không bị bắt nạt như kiểu mình đi những cái mẫu xe hạng A. Đây, mời anh em ngó qua nội thất thiết kế đi. 2011 thì đây là một mẫu xe cực đẹp. Tuy nhiên bây giờ nó là 2021 rồi. Đấy. Mọi cái quan điểm về thiết kế nó đã thay đổi rất nhiều. Đèn thì vẫn là đèn halogen dạng thường. Và cũng chia sẻ luôn với anh em là đèn này hơi tối, nếu mà anh em nào mua về có lẽ là mình phải thay bằng cái bóng led sẽ hợp lý hơn. Đèn gầm sương mù các thứ có đủ cả. Biển rất đẹp nhé, 40188. Đấy, một chủ từ đầu luôn cho anh em. Anh em nào cần đăng ký đăng kiểm thì kết bạn Zalo tôi gửi qua cho nhé. Máy chấm 8 rất ngon, số tự động. Bên hông thì mình sẽ có một bộ la răng. La răng này là la răng 5 chấu ấy. Đấy. Kích thước la răng thì sẽ là 16 inch mà nhìn khá là to nhỉ. Gương nhá, gương này là gương chỉnh điện, có xi nhan trên gương. Đấy, cửa nẻo anh em nghe tiếng đóng này. Đấy, xe Ford 10 năm nghe vẫn chắc nịch như này. Đúng là ở Việt Nam là quan điểm rõ ràng luôn, xe Nhật, xe Mỹ, xe Hàn. Từ xưa đến nay thì xe Hàn vẫn được đánh giá là một trong những cái mẫu xe mà nó xuống cấp nhanh nhất. Đấy, rồi là các chi tiết nhựa hay là nội thất của nó xuống cấp nhanh. Nếu mà để anh em mình nói một từ thông dụng ấy thì là nó không được bền xe. Xe Nhật thì rất là bền nhưng mà nội thất tiện nghi thì chả có gì cả, rất thực dụng. Xe Mỹ thì được cái lái sướng nhưng mà dĩ nhiên là chi phí nuôi nấng các thứ nó sẽ cao hơn xe Nhật với xe Hàn. Toàn bộ đèn xi nhan, đèn lùi các thứ đẩy hết lên đây. Đấy. Anh em lần đầu nào nhìn ấy, sẽ thấy là rất chống giải, đúng không? Đèn báo phanh trên cao để gạt mưa này, đầy đủ hết. Xe này thì không có cảm biến lùi nhé, mà chỉ có camera lùi thôi. Camera lùi này đang lắp thêm đấy. Anh em nhìn cốp chưa? Nhìn quả cốp sướng không? Cốp này về quê các thứ đi du lịch thì không có gì chê này. Đấy. Lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa đầy đủ hết. Anh em thấy cốp rộng.
qua vừa về làm được ít gạo, ít trứng, ít rau. Vườn nhà rất rộng, chả tội gì không lấy. Đây, anh em hãy nhìn cái khoang nội thất nhá. Đấy, ngồi nó rộng rãi như này này. À, cửa gió điều hòa có đủ nhá. Anh em biết cái điểm chất của cái xe này so với các mẫu khác không? So với các mẫu xe Ford khác không? Đấy là ghế, chủ xe vẫn giữ nguyên ghế nỉ. Chạy hơn 8 vạn nhá, 10 năm chạy 8 vạn vẫn nguyên ghế nỉ, nguyên zin như thế này thì anh em đủ biết là chất xe chủ xe người ta giữ nhà rồi. Cực kỳ sạch sẽ, về chỉ đánh giật cái là ok ngay. Thơm nức. Chính là mà anh em nào giữ được ấy, mình đi ghế nỉ sướng hơn đi ghế da, đặc biệt là trong cái mùa hè này. À, chìa khóa nhỉ, chìa khóa đi đây, vẫn chìa khóa rất truyền thống nhá. Đủ cả hai chìa theo xe luôn. Đấy. Đây, à, xe chạy được hơn 8 vạn rồi, 8 vạn 6 rồi. Có cam lùi, nét căng đét, YouTube bản đồ dẫn đường. Đây, cam lùi đây anh em. Đấy, điều hòa thì rất là mát. Nói chung là con này đi sướng. Tính năng an toàn cũng ok đấy. Có hai túi khí này, phanh ABS các kiểu, không thiếu gì. Rộng không? Quá rộng nhỉ? À, đây nhá, anh em nào trả hơn 300 rồi bán ngay. Mua 295, anh em cứ nào trên 300 có lãi xíu xíu là tôi bán luôn. Còn à, hiện tại bây giờ tôi đang để đi. Anh em nào muốn xem xe trực tiếp thì liên hệ với tôi nhá, theo số hotline tôi đính kèm trên video ấy. Rồi à, 300, hơn 300 một xíu thôi là mình đã có một sự lựa chọn như này rồi. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Rồi cảm ơn anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.